Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tùy chỉnh cái thời gian chiết xuất cà phê trên máy pha cà phê Winsee M56. Để tùy chỉnh thời gian chiết xuất cà phê, chúng ta sẽ vào phần menu. Chúng ta sẽ ấn menu đến thêm một lần nữa. Ở đây sẽ có chữ Coffee Auto Extraction Time, thì chúng ta sẽ ấn vào dấu tích. Ở đây chúng ta sẽ có thời gian từ 20 giây đến 30 giây, thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn theo mức chúng ta mong muốn. Chẳng hạn đây mình muốn thời gian chiết xuất mỗi lần 25 giây, mình sẽ ấn chọn 25 giây và mình sẽ ấn dấu tích. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bước thiết lập cho máy pha cà phê Winsee M56. Nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì, mọi người hãy để lại dưới comment để mình có thể hỗ trợ mọi người trong thời gian sớm nhất.